Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Mai Thị Kim Hoa, ở Đồng Nai và năm nay 24 tuổi. Em đang làm công việc gì? Em làm huấn luyện viên aerobic. Rồi, mời bạn trai bên kia. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hữu Luân, em sinh năm 1988, đến từ Hà Tĩnh. Công việc hiện tại là đang biểu diễn môn văn hóa nghệ thuật dân ca ví dặm. Và hiện tại thì em đang sống ở quận 12. Hôm nay em có thể mở màn một bài hát nào đó. Em xin hát đoạn trong bài Phụ Tử Tình Thâm ạ. Mời anh Linh với mọi người cùng nghe. Ơi công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước ở trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha cho tròn chữ hiếu, mới là đạo con. Hay quá, hay quá. Bây giờ em hãy nói cho bạn gái bên kia biết những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em đó là không thuốc, không uống rượu, quan tâm và chia sẻ. Điểm yếu của em đó là hơi trẻ con một tí, nó hơi nghịch ngợm, những kiểu phá phách tí. Không vui mà, cuộc sống cần nên nghịch ngợm phá phách chút cho nó vui. Dạ. Không sao cả. Mình có thích một người đàn ông có một tính hơi trẻ con một chút xíu không? Em đã trẻ con và năng động. Một người mà em nương tựa là phải trầm lặng và sâu lắng. Chết rồi, phải trầm lặng và sâu lắng. Nhưng mà đó là mình mới nói thôi, cái đó là cái điều mình mong muốn thôi. Đúng rồi. Chứ còn cái duyên nhiều khi mình phải nhìn thấy mặt mình mới biết được. Ai biết được yêu ai... rồi đúng rồi, dắt đồ đi theo xem. Đúng em rồi. Thấy anh sâu lắng không? Hát một bài dân ca nghe sâu lắng ghê không? Dạ, em thấy sâu rồi. Rất sâu luôn. Lắng để tí nữa thì xem sao. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Mình nói cho anh biết luôn. Điểm mạnh của em là cứ nhạc năng động em thích. Điểm yếu là giờ dây thun. Giờ dây thun rồi sao tới lớp trẻ hả? Nhưng mà dây thun có 50 phút mà. Nhưng mà em có thể phóng xe tốc độ. Hả? Thôi thôi, 7. Trời ơi, phóng xe tốc độ cao. Em nói cho vui thôi. Em giờ dây thun có 5 phút thôi. Nhưng mà ý là đến lớp vẫn kịp. Nhưng mà về vấn đề tinh thần thì hơi vội vàng xíu. Đúng rồi, tại sao mình biết khuyết điểm vậy mà mình không sửa? Thật, đang cố gắng và đang hoàn thành được rồi. Rồi, bây giờ một người thì ở quận 12. Em ở Đồng Nai em là lúc nào? Đồng Nai em ở Gia Kiệm. Gia Kiệm, quận 12 xuống Gia Kiệm. Bạn trai biết Gia Kiệm không em? Dạ không ạ. Em không hả? Thì biết tên đường rõ ràng cơ. Gia Kiệm là ở Đồng Nai chứ không phải đường Gia Kiệm. Anh lên Google search có hết nha. Rồi nếu mà ở cách xa nhau vậy thì một tuần mình hẹn hò mình gặp nhau được mấy lần? Tùy vào bạn nữ thôi, chứ còn đàn ông một khi đã yêu thì lãng mạn thì giờ nào cũng có thể tới. Đó, thấy chưa? Cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đủ không? 10 ngón đủ không? 7. Mối tình dài nhất là được bao lâu? Cứ 30 ngày là chia tay. Tìm hiểu nguyên nhân không? Có chứ. Nguyên nhân thứ nhất, em là một huấn luyện viên aerobic. Nói em về chăn heo mà em không thích chăn heo. Em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay. Em trai em mốt em lấy vợ về, em định cho vợ làm gì cưng? Chăn bò. Công việc thì em cũng không yêu cầu, bởi vì là bây giờ là thế hệ bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là sẽ tốt hơn. Đó dễ. Nhưng mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như anh nói phải chăn bò đó. Ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái anh nào lý do vui hay hơn nữa không? Có. Anh nào? Anh sao? Thứ hai. Anh thứ hai. Sao đẹp vậy? Trai, phong độ. Em rất thích. Nhưng cái việc mà đi ăn mà đến rồi tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một. Thì em đừng có tính, em cứ ngồi đó em đợi. Sau đó nói em ơi thôi em chạy cho anh, nhất lần sau anh chạy. Đàn ông cái gì mà cứ tính tiền, lúc tính tiền đi toilet. Em phải đi toilet trước ảnh. Ngược lại. Tình trường của em trai thì như thế nào? Em trải qua 2 mối tình nữa. 2 mối tình. Thôi em 5 nhá. Dạ, mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện đi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Em cần thực chất phạt, thật thà và cái đẹp em không cần lắm. Nhưng mà quan tâm, đảm đang một tí thì khá tốt. Và em không thích là làm gì vấn đề bia rượu quá nhiều. Rượu bia em thì chớ hề em không uống. Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó. Thôi em chỉ nói vậy thôi chứ em có nói là phải như vậy đâu. 100% quá. Cần cái gì trong tính cách? Không cần đẹp trai đâu nha. Em không thích lăng nhăng. Bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba. Hả? Rồi sao? Chưa xong mà em bày mối tình ra. Sắp bây giờ mới kể hai mối tình. Mối tình thứ ba, chàng trai rất là yêu thương em. Nhưng biết em là ui em nay đi dậy về mấy giờ? Chắc 8 rưỡi, 8 giờ 30. Là 20 giờ 30 tối ấy, khán giả. Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn. À, tới đúng rồi, giờ đó. Có bấm vậy? Thời gian này sao ấy, hẹn giờ. Đến giờ, đến mua em xin tố. Dán đi ăn chè. Một ngày đẹp trời, em đến nhà con bạn thân. Em nói, ê mày khoe người yêu cho tao coi. Nó không chịu. Vô tình em cầm điện thoại nó, em selfie. Thì em mới nhìn thấy mặt nó chà bá. Hai đứa chụp chung. Trời ơi, thằng bồ mình mà. Rồi xong, hai nó yêu lén và không cho em biết. Chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được. Em... thế thôi bỏ qua đi em. Tình yêu này mới giữ nè. Một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết 7 mối tình cho anh nghe nha. Tình yêu của em thú vị quá. Em toàn quen trai đẹp và hào hoa nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp. Người ta hết mình nhanh lắm. Hết. À có nghĩa là xấu hơn mình đi ha. Cho nên thôi xấu hơn mình đi. Xấu dây xài. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào đám cưới? Hay là quen chơi nữa? Cưới là phải dành tiền, phải đợi em dành tiền nữa chứ em đâu có nhờ gia đình mình để trai đâu. Hả? Cái gì sao? Tiền sao? Tại vì để em dành tiền nữa. Để dành tiền á hả? Dạ. Đâu có cần, bên nhà trai tao có tiền tao cưới được rồi. Phải 1 năm để yêu thì xem trải nghiệm hai bên làm sao chứ. Đám cưới thì thường khoảng tốn nhiêu tiền? Đơn giản thôi. Mời quý cô học viên của em. Em rất là nhiều học viên đến 3 chi nhánh lận và 6 lớp. Và các học viên của em tham gia là được rồi. Nếu em muốn thì hôm đấy mình cho cái đám cưới của mình thành điểm bật luôn, nổi bật luôn cũng được, không sao. Anh chiều em được hết á. Rồi. Lấy nhau về là định lập nghiệp ở đâu? Ở đây hay là về lại ngoài kia? Dạ, nếu mà lấy nhau thì lập nghiệp ở đây luôn ạ. À, công việc của em hiện giờ có ổn định không? Hiện tại thì là em đang đi về dân ca ví dặm, câu lạc bộ dân ca ví dặm. Nhưng mà bên cạnh đó em cũng có kinh doanh. Kinh doanh gì vậy em? Em kinh doanh ở online thôi ạ. Vậy mình cùng kinh doanh nhá. Em xin được giới thiệu, em cũng kinh doanh luôn ạ. Ai ăn như là bánh bông lan liên hệ em, bột lọc liên hệ em. Và còn nữa. Nhưng mà em... bên đây mua bán heo được không? Có. Gì? Heo hả? Ừ. Heo để suy nghĩ lại. Em về đồ ăn thôi à, đồ ăn thích uống, đồ mặc và muốn phải điểm này. Chị em ơi, muốn này tốt lắm nha, đồ cầu kính đó nè. Lên đây bán hàng hay lên đây kiếm chồng thì không biết nữa. Rồi em kinh doanh gì? Em online dạ, em bán giày dép. Mang giày đẹp quá ha, giày dép nam hay nữ? Dạ nam không ạ. Dạ nam không à hả? Dạ. Rồi ok, quá đẹp luôn. Vậy thấy cặp này đẹp đôi đó, coi được thì cô gả đi chứ tôi cũng mệt con này lắm rồi. Trời em ơi. Cười cái giọng này anh sợ em không? Không, anh đã nhìn đâu anh trời, nhưng mà anh thấy cái sự thích, cái sự mộc mạc của người nói em. Đúng rồi, thì mình thì coi. Anh qua anh kiểm tra mình đàn gái coi sao thấy nó hơi sao đâu hết. Sao cái coi nha. Anh còn nhớ em không? Có mùi áo bảo hiểm của cậu hả? Anh với em gặp nhau rồi à? Kiếp trước mình có gặp ta. Trời ơi. Lúc trước hình như anh cũng đang nuôi heo gặp em đúng không? Không có nuôi heo. À, nhớ chưa? Ủa tóc em nhuộm hay là nó tự nhiên vậy? Tí nữa cho anh biết. Thấy đàn gái cũng lạ đấy em. Lạ. Đọc lại sóc kiếm đâu ra. Thôi được đó. Mẹ, có gì mẹ không? Có cô vợ này về chắc cũng vui sớm vui lạc lắm đó. Quá vui luôn. Anh khoái cái vụ này rồi đó. Mà hôm nay em đi với ai? Em đi với em gái và bà chị. Con xin chào chú Quỳnh Linh và cô Cát Tường. Chào anh và toàn thể mọi người đang ngồi trong khán phòng hôm nay ạ. Dạ, con tên là Tuyền, là em của chị Hoa. Trước đây chị có quen, có nhiều anh theo đuổi. Nhưng vì tính chất công việc của chị ấy, không có dành thời gian cho đối phương nhiều. Cho nên mối tình của chị không đi đến. Anh thì rất biết quan tâm và biết chia sẻ. Tính của anh cũng hiền và vui vẻ. Đặc biệt là anh hết hay đứa. Chị của con thì cũng rất vui tính. Con thấy anh bên đây rất là hợp với chị của con ạ. Con ơi, nhưng mà bình thường chị con có vậy không? Lúc nào cũng vui vậy hay là lâu lâu mới vui vậy một lần? Dạ chị con rất là vui tính. Lúc nào cũng vậy hả hai con? Dạ. Dạ cũng vui gió rồi cũng vui vậy đó hả? Đến lúc chị đi đường ấy, trời mưa to mà hết xăng ấy, thì chị cũng đứng bên đường ấy, chị xin người ta giúp đỡ. Nhưng mà chị tính của chị bộc lộ cách vui vẻ, nhiều người cũng đến giúp lắm ạ. Con nhận hai chị em khác xa nhau. Rồi cảm ơn con nhiều. Hôm nay bạn trai đi với ai nè? Em đi với O với là chị ạ. Chú đến đây đông thật là đông. Chào bên Nam thì mật lòng bên nữ, mà chào quân tử thì lồi đào thuyền quyên. Chứ muốn cho đẹp cả đôi bên, cho tôi chào chúng một tiếng, kẻo chào riêng bàn buồn. Wow. Quá là ấn tượng luôn. Luân ơi và con ơi, hai con á, họ thấy rất hợp nhau, hợp cả tính cách và hợp cả con người. Họ chịu, các con hãy bấm cho nhau. Hay quá rồi. Con O, con gửi lời cảm ơn O. Rồi, coi như là gia đình hai bên ai cũng ủng hộ hết rồi, nhưng quan trọng là hai em nha không? Mở rào. Quay gặp đi em. Đó. Đây là 4 cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luôn giữ mãi không dám ăn, nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng ăn nó rồi hiểm. Độ an toàn mà chất lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Vậy khi nào đua với em ha? À, đua không phải không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì con anh nghĩ là. Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử đội xem. Hả? Vừa không chứ. Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó. Hợp với em đó. Đây đội cho. Còn em gái ăn kẹo đi chứ có chừng hết đáp đó. Không có anh ơi kẹo nữa. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi. Giống xe ôm. Không hợp dữ vậy trời. Rồi, một bên là có mũ an toàn, một bên là ăn kẹo. Kẹo tình yêu nó ngọt lắm đó nha. Đi Hàn Quốc có tay 3-4 năm rồi đó. 4 cây, tí nữa em có thể chia cho em gái em được không? Được. Thì em ăn một mình sâu răng chết. Rồi, bây giờ trở về vị trí đi. Anh nghĩ rằng em phải biểu diễn aerobic để có thể giới thiệu cái nghề của em cho bạn trai sắp quen như thế nào nha. Được không? Rumba Kids. Hả? Em là aerobic nhưng hôm nay em biểu diễn Rumba Kids. Ngoài aerobic ra em dạy Rumba Kids thiếu nhi. Nhảy. Music. Lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn à? Lấy luôn. Đi về. Đi luôn cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi, đi say xe. Khổ. Vì gặp ăn mà em phải mất 2 cái bọc ói đấy. Trời ơi. Ói mà cũng kể vô đây nữa. Em lên nhìn anh thế nào rồi? Phong cách anh em thích đấy. Còn anh nhận xét về em thế nào? Em là vui tính hài hước. Còn anh cũng để lại 20% để xem thử cái độ quan tâm của em và cái độ chín chắn của em trong cái tình cảm như thế nào. Một người chồng tự của em yêu cầu những cái gì? Em tăng động mà năng động rồi ấy. Thì em cần là lúc biết quan tâm, phải hiểu cho công việc của em. Không cả. Ở nhiều lúc, tối nay em có cài dậy. Em phải đi như này, em phải đi ăn với anh. Cũng là đi ăn nhưng mà phải hạn chế. Không đi toilet đúng không? Anh nghe về nãy hả? Đó, hình như anh nghe hết á. Có cái xào mà anh cũng nghe thấy đúng không? Ừ, anh nghe hết luôn á. Anh này lên nghe thấy không? Nghe chứ, vụ toilet anh nhớ dài lắm à. Rất quý cái là anh thấy được em là sự thật thà. Tuy là hơi ngố, anh thấy thật em nhìn có vẻ nó hơi ngố, nhưng mà đó anh tôn trọng sự thật thà. Đấy, ngố nè, ngố mà ngây ngô dễ thương. Mà ai mà nói cái gì mà em chưa kịp suy nghĩ là em trố mắt em nhìn. Em nói cao càng cao càng thích, nhưng mà em chỉ nói thế thôi để đánh vào tâm lý của anh à. Nhưng mà cứ song kiếm hợp ích là được. Em bảo ok à. Ví dụ như mai mốt mà về rồi yêu nhau rồi, bây giờ anh thì cũng công việc như em rồi, mỗi người lâu lâu ví dụ 2-3 tháng mới gặp nhau một lần thì em có buồn không? Rồi có chịu được không? Đã yêu nhau rồi thì nói chung là gặp một lần, hai lần không thành vấn đề. Vấn đề là vẫn dành thời gian và tình cảm cho nhau, chứ gặp nhau hoài mà lăng nhăng thì em cũng không hết à. Anh lăng nhăng thì anh không có đâu. Trước kia có ai ít người yêu anh đâu mà anh đâu biết lăng nhăng là cái gì đâu. Còn về vấn đề hút thuốc hay rượu bia thì em không có cấm à. Biết chốt cho tí đàn ông nhưng đừng có quá được rồi. Nếu mà chốc nữa em có lột xác thành người khác á thì anh còn thương em không? Ủa là sao là ngoài công việc aerobic kích em còn làm một vận động viên thể hình. Ồ, nói vận động viên thì cũng chẳng chưa đúng mấy, nhưng mà em có tham gia nhiều cuộc thi thể hình. Ôi trời ơi, chuột này là chuột đó. Cầm thử thôi. Bây giờ anh cho em dịu dàng, bây giờ thì em sẽ... Em làm gì nữa? Sẽ... Bình tĩnh nha. Mà anh có giật ngửa đâu không vậy? À, đỡ ăn vậy. Hả? Có té ngửa là sao không? Đâu, anh đâu có ngửa để em làm đi. Em làm gì làm đi em. Em muốn cho anh biết là hôm nay tóc dài của em, sự tùy mị của em nó cũng có, nhưng bộ tóc này là đẹp. Con trai mà, thích phụ nữ bề ngoài. Ô, cô đẹp, chị đẹp, thích ngắm, nhìn. Bây giờ em cho anh thấy người thật của em đi. Ok. Tay lớn hơn nữa đi nào. Và cái này người là gọi là lột xác thành người khác. Cái này mà tí music nó thì thôi rồi, ngon luôn. Music. Rồi nha, khi mà em lột xác thì em có một tiêu đề nho nhỏ. Khi mà mình yêu nhau á, yêu nhau đi chăng nữa, cái vẻ bề ngoài đi chăng nữa, mình lấy một cô vợ đẹp, sau này vợ mình đẻ con phì béo mặt mụn xấu là mình hết yêu. Đó là yêu vẻ bề ngoài. Còn khi mà yêu vợ mình rồi, vợ mình có ốm đau bệnh tật hay xấu xí nghèo nàn thì đó vẫn là tình yêu. Cho nên cái mà thông điệp của em thì nói chung là em muốn cho mọi người thấy là sống thật và sống ảo nó như thế nào. Hồi xưa em sống ảo lắm. Tóc thật của em như thế này luôn, suốt ngày 360 thẻ tim, búng tim cho người ta không à. Ứa ăn thiết em luôn. Nhưng mà sau sống ảo, sau khi mà gặp ấy thì nó không có như mình ảo đâu. Nhưng mà em cắt tóc lên, sau đó em lột tóc xác đi em. Giờ em lột xác đi. Tóc đen nha mọi người. Ó, có nhà kia, em thích nhạc. Mở lớn lên anh ơi, em yêu âm nhạc sôi động. Không vấn đề gì cả, rất đẹp, không biết bạn đã thấy sao? Đâu có gì đâu, anh bình thường mà. Anh nghĩ đâu là không có cọng tóc nào nó mới lạ. Nhưng mà giờ em còn thích con trai không? Hả? Trai đẹp là thích à. Thích mà anh. Em không có ai như vậy đâu, anh đừng có nghĩ. Trời ơi, tội nghiệp em. Bình tĩnh em, bình tĩnh, hít thở sâu, phát biểu cảm xúc. Có đôi khi anh hơi sốc một xíu. Dễ thương mà. Đang tự nhiên lột tóc ra rồi thấy làm như của Lý Đức rồi mà em thì này nhìn hơi ngợp tí. Đấy là một cái màu nhỏ nhỏ em đến đấy thôi. Bởi vì á, con người mình mà một khi mà thay đổi một chút nó làm ảnh hưởng nhiều người. Khi mà mình thay đổi, mình đã yêu người bạn gái mình rồi, có bạn gái mình thay đổi một chút không thành vấn đề, mình luôn ủng hộ là được. Còn vấn đề tóc tai đó, Đúng là mấy chàng trai kia chỉ yêu tóc dài mà thôi. Khi mà em cắt tóc là hết yêu em liền. Không, em vẫn dễ thương đấy. Nói gì nói, cô gái này có nhiều điều thú vị cần khám phá lắm đó. Em đã từng nói mà với em không tự tin, nhưng mà với cái đầu óc của em, nếu như có một người vợ mà thật tâm mà sống với nhau để mà đến suốt cuộc đời thì em tự tin em không có nghèo. Về vấn đề kinh doanh em dư sức cho cái người gia đình của mình sống, không phải là giàu hay tỷ phú gì hết, nhưng mà có một cuộc sống thoải mái là được rồi, là em làm được. Nhưng mà do em phải gọi là dẫn cô đi thôi, chứ cô này để riêng mình cô đi xa lắm đó. Em vì sợ là cô bạn ấy đưa em đi ấy. Em đưa anh còn đỡ, chứ em mà vác anh lên vai chỉ sợ hơi. Trời ơi, anh vác còn vác được. Chết rồi. Em trai có gia trưởng không? Em đánh giá khoảng tầm 60% em có sự gia trưởng ở trong đó. Nhưng sự gia trưởng của em là sự gia trưởng của sự tìm hiểu và tôn trọng, chứ không phải gia trưởng cái kiểu mà bất cần. Nó khác nhau. Bạn gái có sợ gia trưởng không? Chắc có chứ. Em cùng với anh nói chung là nhiều bạn lắm, tính gia trưởng. Nhưng mà gia trưởng cũng đôi khi cũng tốt, mà vừa thôi, đừng có quá. 60% cũng ok, được 100% là em chạy rồi. Rồi, hãy nhìn thẳng đối phương và nói những cái gì đó tận đáy lòng của mình. Ở đây thì em thấy được sự gọi là nhí nhảnh và sự gọi là thật tâm, nhưng mà có một phần nào đó hơi trẻ con tí. Nói em trẻ con, nhưng trẻ con của em là trẻ con để cho người khác vui, nhưng mà đây trẻ con là trẻ con thực sự trẻ con. Nên em thấy là bạn ấy thực sự là trẻ con, tuy là không có sâu thẳm về cái cách ấy nhưng mà thực sự là trẻ con. Còn vấn đề tóc tai thì tất nhiên là em phải thích tóc dài hơn, nhưng mà tự nhiên bạn ấy cổi ra, bạn ấy làm cái thể hình thì em cũng hơi ngợp tí, nhưng mà để em từ từ em lắng xuống cái đã rồi. Trước rồi em toàn quen những anh to cao đẹp trai song mũi, nói chung là nhưng không hợp. Để đến lúc đây để em tìm một nửa của mình, chứ không phải lên đây để chơi, để vui cho mọi người cười đâu. Cũng muốn được yêu như người ta chứ. Valentine mà không có một bông hoa. Ý là lên đây tìm để làm Valentine được không? Không phải, ý là mình thấy ghen tị, mình ghen tị bản thân của mình. Tại sao đến ngày đó thì học viên nó vắng vậy? Alo cô ơi, em đi chơi người yêu. Alo cô ơi, em đi bán bông. Trời ơi, mình thì đến phòng tập không có một bóng học viên nào hết. Thôi thì cô giáo cũng đi bán bông cho rồi. Thì quyết định là cứ Valentine là em ra đường em bán bông với bong bóng mà. Bởi vì sao? Mình là FA mà. Rồi, Valentine tới sẽ có anh bán hoa cùng em. Bây giờ chúng ta để tay vào nút bấm đi các bạn. Chuẩn bị, chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. 1 Tìm ai đọc á. 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Ủa? Kỳ ta. Mời em. Tại sao bạn trai không bấm nút? Có thể là em thấy có một cái khía cạnh nào đó không hợp với cái tâm hồn của em. Em cần một cái gì đó thùy mị hơn, nhẹ nhàng, hơn. Và bạn ấy thiên về cái thể hình, cho nên là tâm hồn của em không cảm giác không có hợp. Mà cái rất là dễ thương. Dạ em biết. Nói gì nói chứ thật sự á, anh nhìn cô ấy rất là nữ tính. Nếu có cô ấy bên cạnh thì cũng rất là vui ha. Một người luôn luôn đem niềm vui cho mọi người, nhưng mà trong sâu thẳm cô gái ấy có rất nhiều cái nỗi buồn cần chia sẻ. Nếu như một chàng trai nào đó đang xem truyền hình, tôi nghĩ rằng sẽ có một chàng trai nào đó làm bờ vai vững chắc cho ấy để dựa vào mỗi mùa Valentine. Không, Valentine em sẽ đi bán bông tiếp. Thì sẽ có người đi bán bông cùng em. Nói chung là cũng phải tôn trọng ý kiến của bạn nam thôi, thông cảm và hiểu. Như khi em là nhẹ nhàng bay bổng như cái giọng hát của em vậy thì em cảm thấy chưa phù hợp. Hy vọng rằng là sau chương trình này thì hai bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình.